À, kính thưa quý vị và các bạn, cái à, vụ việc của nghệ sĩ Hoài Linh và cái số tiền từ thiện 14 bốn tỷ à, để đi à, cứu trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt đó cả nhà. Cho à, đến thời điểm này thì chúng ta thấy nó đã quá rõ rồi đúng không cả nhà? Cái gì mọi chuyện thì nó sáng tỏ hết rồi. Từ cái vụ mà làm giả giấy sao kê nè, à, cho đến à, số tiền thực tế hiện tại nó đang ở đâu thì à, à, những người trong cuộc người ta đã lên tiếng rồi và chúng ta cũng đã biết rất rõ. À, ngọn ngành của câu chuyện đến đâu rồi đúng không cả nhà à, tuy nhiên thì uh, mới đây á uh, cái người vợ uh, tin đồn của ông võ hoàng yên uh, cái bà này đang uh, ra sức uh, bảo vệ uh, vợ quỳnh linh à, có một điều rất là ngộ hết cả nhà à, vợ tin đồn của võ hoàng yên lại uh, định tìm cách để bảo vệ hoài linh ủa sức kỳ vậy <laughs> và cái người này tên là quỳnh học quỳnh ngọc thiên hương à, cả nhà nhớ bà này cái gì À, hay nhiều người gọi bà này là hương ma đó à, bởi vì bà lúc ẩn lúc hiện giống như ma vậy đó bởi <laughs> vì à, mới đây bà đã viết một cái status á à, cho rằng à, Nguyễn Phương Hằng đang à, hãm hại danh hài Hoài Linh à, cả nhà thấy có nực cười không à, Mình à, muốn nhắc tới chuyện này á, là bởi vì bà hương ma bà đang có một cái âm mưu rất là thâm độc phía sau à, thâm độc như thế nào thì chút nữa chúng ta sẽ bàn tới ha thì à, bây giờ mình xin đọc cái status mới đây mà Hương Ma cho rằng á, là bà Phương hằng đang hãm hại Hoài Linh. À, cụ thể thì bà viết rằng á, là cái vụ từ thiện của Hoài Linh, mọi người à, bình tĩnh. À, tối á, tôi sẽ nói rõ cho mọi người hiểu à, về vấn đề sẽ rõ hơn. Con Phương Hàng, con Phương Hề à, nó cố tình môi móc hạ bệ Hoài Linh, rồi đây à, nó mang thêm nỗi nhục. À, cả nhà thấy nó lãng không Lãng nhách luôn á Nó lãng xẹt luôn á à, Kỳ cục không à, Cả ngày hôm nay thì từ báo chí Rồi à, những cái người trong cuộc Rồi à, nói chung là ai ta cũng đang rần rần Cái vụ này hết trơn Thì nó rõ như ban ngày rồi còn gì nữa đúng không cả nhà à, Chính thức nhất là Hoài Linh Là lên tiếng rồi còn gì để nói nữa đâu à, Vậy mà nói bà hàng à, Hãm hại hạ bệ Hoài Linh Rồi mang theo nỗi nhục gì? nó Thấy chẳng ăn nhập gì hết trơn vậy đúng rồi cả nhà à, còn cái chuyện bà nguyễn phương hằng á à, từng nhắc đến cái chuyện từ thiện của hoài linh á là bởi vì trước đó à, báo chí cũng đăng rất là nhiều cụ thể là báo vtc news á đã có đăng một cái bài viết về cái chuyện mà từ thiện của hoài linh à, rồi sau đó đó trong cái buổi livestream bà hằng mới nhắc lại thôi à, chứ có môi mốc gì đâu đúng rồi nhà? cả nhà nhớ lại đi nhớ kỹ lại đi là trước đó một ngày báo chí người ta đang rần rần cái vụ đó thì qua hôm sau trong buổi livestream bà hằng mới nhắc lại thôi à, vậy mà cái bà hương ma này á bà lại xuyên tạc bà đặt điều nói rằng á, bà hằng sẽ bị mang nhục à, mang thêm nỗi nhục khi mà hạ vệ hoài linh ủa lẫn nhách không cái chuyện này có liên quan gì tới bà hằng đâu à, chẳng lẽ nói lên sự thật thì cũng 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 mang thêm nỗi nhục sao đúng là suy nghĩ của một con người mà, mà cái đầu óc có vấn đề cả nhà đúng không à, và trước cái status này á thì uh, Quỳnh Ngọc Thiên Hương khẳng định uh, Là đã nộp đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng uh, Kiện ra tòa rồi nha Kiện uh, cho cơ quan chức năng rồi đó uh, Cụ thể uh, thì uh, Hương Ma có viết rằng uh, Là hôm nay uh, Đơn kiện tôi đã gửi đi Vấn đề liên quan đến pháp lý Tôi tạm thời không chia sẻ trên cộng đồng mạng uh, Cộng đồng mạng xã hội Bởi vì uh, đang còn nằm trong vòng điều tra uh, Thay vào đó Tôi đại diện cho những người Bị hại từ trong tù đã ra Kể về từng giai đoạn Nguyễn Thị Thanh Tuyền à, Thay đen đổi trắng Và đưa nhân chứng vật chứng Nhân vật chính và nhân chứng sống à, Những gì tôi đã làm Và đang làm Rồi mọi người từ từ sẽ biết tôi là ai Tại sao đủ mạnh Để đối đầu với Nguyễn Thị Thanh Tuyền Tức là Phương Hằng à, Để cho những người hạ bệ tôi Trong thời gian vừa qua và hiện tại Cho mọi người thấy được Việc làm của tôi như thế nào À, có bị bệnh tâm thần như à, đồn thổi không à, thông tin tôi đưa ra à, đó là chiêu thức là chiến thực và chiến lược của tôi à, thông tin tôi đưa ra để phản biện hoàn toàn chính xác còn những người à, thông tin qua tin nhắn à, với những người không thân quen cũng là chiêu thức của tôi vì họ lân cận để tìm tòi môi mốc thông tin hoặc uh, số người vốn tò mò Cũng không có ý gì Nhưng tôi cũng hết sức cẩn thận Nhưng khi đứng ra phản biện Đối đầu với Phương Hằng Một con người lương lẹo, xảo trá, quỷ quyệt Nên tôi cẩn thận từng lời ăn tiếng nói Giao tiếp với người lạ Em xin dừng chút xíu nha cả nhà Nguyên cái câu này á Nó phải quá trời dấu phải luôn Mà cả nhà có hiểu là bà đang nói cái gì không uh, Kiểu như là tạm thời là bà nói là À, có nhiều người nhắn tin cho bà rồi bà cẩn thận cho nên bà không có chia sẻ thông tin nhiều đúng không Theo em nghĩ sơ bộ vậy đó khó hiểu quá rồi em ráng đọc tiếp luôn nha cả nhà rồi có gì ai hiểu thêm gì nhớ comment cho em biết nha xin đọc hồi rối não quá à. rồi những việc tôi đã đối đầu với phương hằng có hai chiến lược một tôi hạ được uy tín và danh dự của phương hằng trước cộng đồng mạng đã cho thấy sự giả tạo gian dối sự ngu dốt ngu sững vân vân bản chất giang hồ chợ búa của phương hằng vẫn không thay đổi mặc dù thay tên đổi họ đứng lên dẫn dắt cộng đồng bao qua thì đến hôm nay đã kết thúc tôi là người chiến thắng hạ được uy tín danh dự của nguyễn thanh tiền phương hằng lật được bộ mặt thật của phương hằng ra trên cộng đồng mạng xã hội cho mọi người chiêm ngưỡng phương hằng là một con người quá tàn ác và khủng khiếp hơn sự tàn ác trên đất nước việt nam này tôi rất tự hào vì tôi chỉ là người phản biện Phương Hằng trước công chúng mà Phương Hằng đã vỡ trận vì tôi à, mang danh một con núp lùm để cho mọi người chửi tôi thế này thế nọ có bản lĩnh thì đưa cái mặt ra đi nhưng đối với tôi là một chiến lược để đối đầu tôi đã thành công cho đến ngày hôm nay Phương Hằng vẫn chưa đưa Quỳnh Ngọc Thiên Hương là ai à, cho đến hôm nay Tôi đã ra trình diện và gửi đơn đến cơ quan pháp luật giải quyết à, cái kiểu này là kiểu như là bà nói bà núp lùm là đã thành công đó cả nhà thành công là hạ hạ được cái uy tín danh dự của bà nguyễn phương hằng nhưng mà mình thấy có gì đâu đúng không thì thật sự là uy tín của bà nguyễn phương hằng á theo một cái nhóm nhỏ mà theo cái bà này á thì thì không còn uy tín tại vì họ ghét mà họ ghét thì cái cỡ nào họ cũng cũng đâu có ưa đâu thì nói câu nào ra họ cũng chịu rồi chứ hạ uy tín được trên cộng đồng mạng xã hội đâu mạng xã hội cả nhà thấy không bây giờ nổi cái group mà theo bên uh, bà nguyễn phương hằng rồi, rồi vợ chồng dũng Lòi vôi rồi nói chung là những cái group mà 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 đồng tình với bà nguyễn phương hằng á mình nghĩ là khoảng trên dưới một chục một chục cái group mười group á là mỗi group cũng mấy chục ngàn người á còn cái cái như, như đơn giản như cái trang cá nhân của quỳnh ngọc tiên hương nè bao nhiêu người theo dõi chưa được mười ngàn nữa đó à, vậy mà bà nó nguyên cộng đồng mạng xã hội ta nhìn thấy được bộ mặt thật của nguyễn phương hằng à, tất nhiên rồi một vài người theo bả thôi đúng không rồi mình tiếp nha à, những bằng chứng tôi đưa ra để phản biện phương hằng thì phương hằng chưa bao giờ đối chất và có những cái phương hằng đã thừa nhận bằng chứng gì ta nào giờ bà này bà đưa ra được bằng chứng gì cả nha mình nhớ được có một cái tờ giấy gì có một đỏ của đại nam rồi bà ấp ấp mở mở đó rồi ai biết được cái gì trong đó thì công ty đại nam thì có hàng ngàn cái văn bản cái văn kiện rồi, rồi thì còn bà lấy mấy cái đó bà che lại hết ai biết nội dung gì đâu phản biện đúng không rồi chiến lược thứ hai là đối đầu đối đầu với phương hằng trước cơ quan pháp luật tôi tin chắc tôi sẽ chiến thắng ghê quá chiến thắng thì sao không làm mấy chục năm trước đi giờ mới làm rồi mọi người hãy sâu chuỗi lại hơn hai tháng qua tôi hành động và làm việc của tôi như thế nào mọi người sẽ hiểu đúng rồi mấy khùng khùng điên điên á <laughs> à, tôi uh, phải vừa tốn công tốn sức mất thời gian và tiền bạc để đối đầu với Phương Hằng nhưng có những con người cho rằng tôi điên khùng à, mọi người có biết rằng tôi đánh đổi tất cả để đối đầu với Phương Hằng không khi gặp sự cố rủi ro nhưng kết quả cuối cùng tôi đã chiến thắng Nguyễn Phương Hằng đã bại dưới tay tôi vậy à, mình thấy quá bại gì đâu trời bài này nó cũng cũng có dạng kêu bằng tự kỷ ấm thị à, danh dự uy tín không còn nữa Nguyễn Phương Hằng đã nợ cộng đồng mạng xã hội một lời xin lỗi, nhiều lần đã đưa tin sai sự thật, nhiều lần tuyên bố khẳng định người khác là chủ nhân Quỳnh Ngọc Tiên Hương nhưng đến hôm nay vẫn chưa đưa ra ai chính là chủ nhân Quỳnh Ngọc Tiên Hương. cái này đơn giản thôi thì với chơi nấp lùm thì mà quăng người này quăng người kia ra thì ta phải hiểu lầm thôi, Chuyện đó rất là bình thường, vậy mà tiến thắng chiến gì trời? còn ừ, nó hạ nhục hạ gục được uh, uy tín, nhưng mà thấy có uy tín bao phương hàng giờ người vẫn ngút trời đó, mỗi lần live stream là mấy chục ngàn người coi không á, cái kênh chính là gần ba chục ngàn người, rồi còn hàng hàng chục cái kênh nhỏ 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 nữa trong đó có kênh mình nữa, có khi cũng năm bảy ngàn người coi, thì cộng đi cộng lại trong một cái thời điểm live á, bèo gì mình nghĩ cũng phải là bảy tám chục ngàn người người đang xem, ít nhất á, mà cả nhà nghĩ đi, một cái cái uh, ca sĩ tên tuổi nổi tiếng luôn trong một cái buổi live á chưa chắc đến cái số lượng người theo dõi như vậy nữa đó. chứ đừng có nói mà ở đó mà bọn Nguyễn Phương Hằng mà bị mất uy tín, uy tín mà người ta vẫn theo dõi sao? Đó. rồi cuộc chơi game show của Nguyễn Phương Hằng đã kết thúc, tôi chủ nhân Quỳnh Ngọc Thiên Hương sẽ bước tiếp theo đối đầu với Nguyễn Phương Hằng à, trước cơ quan pháp luật, tôi tin chắc tôi sẽ chiến thắng lần hai, à, ghê quá, thắng... thôi kệ cho bà tự sướng đi rồi Bộ phim chưa hạ màn thì khán giả chỉ biết suy si đoán các nhân vật sẽ kết thúc ra sao, chỉ có đạo diễn mới biết, diễn viên đoạn cuối kết thúc của các vai diễn như thế nào, chỉ có đạo diễn mới biết trước khi hạ màn nên mọi người cứ kiên trì chờ xem vụ án này không phải nhỏ. Tôi cảm ơn mọi người cùng quan điểm đã đồng hành cùng tôi. Chúc mọi người nhiều sức khỏe, an vui ấm no hạnh phúc. Quỳnh Ngọc Thiên Hương, ngày 24 tháng 5 năm 2021. À thật sự thì mình đọc xong cái status này mình cũng muốn tuột huyết áp luôn cả nhà viết câu trước thì nó đá câu sau câu câu sau thì nó lòn lên câu trước rối não thiệt chứ chổi qua chổi lại chấm phết tá lả tùm lum hết trơn à, mặc dù thì cái chuyện bên trong nội bộ ra sao á thì mình cũng không có biết à, bà ấp ấp mở mở thôi à, tuy nhiên nếu mà nói rằng những cái chuyện chuyện lùm xùm mấy hôm nay mà bà này bà nói bà bà thắng bà hàng thì mình cũng chả thấy cái thắng chỗ nào À, nãy giờ mình nói rồi đó tháng chỗ nào đâu Quy tính tại giờ còn ngút trời luôn ở đó tháng rất là bà này có vấn đề à, nếu mà chuyện ân quán năm xưa gì đó thì năm xưa sẽ không làm mà đợi tới giờ mới làm Đúng không trong khi bà hàng quá đang làm một cái việc mà đưa những cái người lừa đảo ra ngoài xã hội mà 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 bây giờ bà muốn đối đầu lại tới cả xã hội sao Đúng không hay là bà đang làm một cái cơ hội nào đó à, bởi vậy mong rằng sau bà Nguyễn Phương Hằng cũng như một số anh em mà à có chuyên môn nghiệp vụ gì đó thì hãy nhanh chóng tóm cổ bà này giống như là tóm được cổ cái nhóm vô thường lần trước vậy đó cả nhà rất là mong luôn á rồi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi nha à, xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại